Chuyên gia đánh giá, nội bộ Ukraine dường như đang bất đồng, liên quan tới nhận định của tham mưu trưởng Valery Zaluzhny rằng chiến sự với Nga đang trong thế bế tắc, và Moscow hưởng lợi từ việc này. Giới quan sát nhận định, dường như đang có sự chia rẽ trong quan điểm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đứng đầu lực lượng vũ trang Zaluzhny về hiện trạng của cuộc chiến hơn 20 tháng với Nga. Cuối tuần qua, Igor Chokka, phó văn phòng của ông Zelensky, công khai bác bỏ nhận định của ông Zaluzhny rằng cuộc chiến với Nga đang ở trạng thái bế tắc. Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Zaluzhny thừa nhận rất có thể sẽ không có một bước đột phá nào trong cuộc chiến khi Ukraine đã phản công Nga được gần nửa năm và chưa giành được bước tiến đáng kể. Ông cũng cảnh báo, nếu chiến sự rơi vào thế bế tắc, Nga sẽ là bên hưởng lợi, vì họ có thời gian để tái chuẩn bị lực lượng, năng lực tác chiến. Ngoài ra, ông cũng nêu ra những việc Ukraine cần làm để phá vỡ thế bế tắc. Theo quan chức Chokka, bài trả lời của ông Zaluzhny sẽ được người Nga đọc, ghi chú cẩn thận và rút ra kết luận. Ông Chokka cho biết đã nhận được cuộc gọi từ các đối tác nước ngoài để hỏi rằng liệu chiến sự có đang rơi vào thế bế tắc hay không. Đây liệu có phải là hiệu ứng mà chúng ta muốn đạt được với bài trả lời phỏng vấn này của ông Zaluzhny không? Có lẽ đây là một kế hoạch chiến lược rất sâu sắc và chúng ta sẽ đạt được một số thành công theo cách này. Nhưng thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên, ông Chokka nói thêm. Bất đồng quan điểm trong nội bộ Ukraine xảy ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến, khi Kiev phản công chậm chạp và xung đột bùng phát ở Trung Đông, làm dấy lên lo ngại rằng viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây có thể bắt đầu suy yếu vì phải san sẻ cho Israel trong chiến sự với Hamas. Ông Zelensky cũng công khai không đồng tình với đánh giá của ông Zaluzhny, nhưng thừa nhận rằng người dân mệt mỏi sau hơn 20 tháng chiến sự bùng phát. Mọi người đều mệt mỏi, có nhiều ý kiến khác nhau, mọi người đều là con người, bất kể địa vị, nhưng đây không phải là sự bế tắc. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa, ông Zelensky nói. Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau giải quyết các vấn đề, hợp tác hơn nữa với các đối tác về phòng không, kiểm soát bầu trời và cho phép binh sĩ thực hiện các hành động tấn công. Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ, ông nhấn mạnh. Trước đó, trong một bài viết đăng trên Time, các nguồn tin trong nội bộ Ukraine mô tả rằng ông Zelensky đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh phương Tây cũng như nội bộ về việc cần duy trì tinh thần chiến đấu trước tâm lý mỏi mệt do cuộc xung đột. Tham dẫn các nguồn tin nói rằng, sự kiên quyết của ông Zelensky dường như đang làm ảnh hưởng tới nỗ lực của cấp dưới trong việc đưa ra một chiến lược hay thông điệp mới, ví dụ khả năng đàm phán với Nga để tìm giải pháp hòa bình cho xung đột. Ông Zelensky vẫn kiên quyết phản đối một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là để lại vết thương này cho các thế hệ tương lai. Có lẽ nó sẽ xoa dịu một số người trong và ngoài nước, những người muốn giải quyết xung đột bằng bất cứ giá nào, ông nói. Tổng thống Zelensky nói nước này chưa sẵn sàng đàm phán với Moscow, trừ khi quân đội Nga rút đi. Họ phải rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi, chỉ sau đó mới tính đến chuyện đàm phán ngoại giao. Ông Zelensky cũng bác thông tin Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, được cho là đã đề nghị Kiev tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột kéo dài 20 tháng qua. Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận cuộc chiến đang ở trong tình thế khó khăn, nhấn mạnh Ukraine cần có thêm lực lượng phòng không để chấm dứt quyền kiểm soát bầu trời của Nga. Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tài chính để giúp lực lượng của nước này chống lại Nga. Ông Zelensky nói rằng binh lính Mỹ cuối cùng có thể bị kéo vào cuộc xung đột lớn hơn ở châu Âu với Nga nếu Washington không tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Hôm 2 tháng 11, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cung cấp hơn 14 tỷ đô la Mỹ viện trợ mới cho Israel, nhưng dự luật này vấp phải sự phản đối ở Thượng viện và sự phản đối từ Nhà Trắng vì nó không tài trợ cho Ukraine cũng như các ưu tiên chính sách đối ngoại khác. Mặc dù Tổng thống Joe Biden ủng hộ viện trợ cho Israel, song Nhà Trắng và Đảng Dân Chủ phản đối dự luật của Đảng Cộng Hòa vì dự luật này chỉ chiếm một phần nhỏ trong gói viện trợ 106 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ yêu cầu vào tháng trước. Các nhà lập pháp ở cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận thỏa hiệp về các biện pháp ngân sách mới trước ngày 17 tháng 11 để họ có thể tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Nhưng chính quyền Biden đang thúc ép quốc hội hành động nhanh chóng thay vì tiến hành từng phần. Xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.